Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 4 năm 2024 của tỉnh. Theo đó, tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 80,41 điểm, xếp hạng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, các chỉ số đạt cao hơn so với trung bình cả nước là chỉ số tiến độ giải quyết 19,6 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 17,4 điểm, đạt tỷ lệ 98,3%, xếp thứ 1 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến 8,1 trên 12 điểm, trung bình cả nước là 5,9 điểm. Thanh toán trực tuyến 8,7 trên 10 điểm, trung bình cả nước là 5,6 điểm. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm. Chỉ số về số hóa hồ sơ 16,8 trên 22 điểm, trung bình cả nước là 12,7 điểm.